Ok, đó, chào mọi người, tôi chơi trên một phần mình là Phenomen đây. Và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi All Star Tower Defense. Hôm nay chúng ta có rất là nhiều cập nhật mới của 29.2. Cho tiếng nó nhỏ một tí nha. Ok, đầu tiên là tướng mới, code mới chứ này. Code thì mình sẽ để dưới cái phần bờ cận và phần mô tả. Anh em phải chép vô được 5.000 gem, rất là nhiều kinh và cái Stardust. Thế là về nhân vật mới, thì chúng ta có Vegeta, Gohan, Gohan Beat. Gohan đó là Gohan Beat nha. Và Donut thằng ai ta là vừa nó tên là Akainu à. Sao vậy và Diablo. Ok. Sao nó không có cái nút di chuyển qua nhỉ? Ok. Đây, thì đó là những chưa được. Đấy, 1210 giờ. Những cái nhân vật đây Gohan nó sẽ tiến hóa thành Gohan Beat. Đây là một dạng Gohan mới nhất, nó xuất hiện ở movie. Gohan này tôi đánh giá là nó giống của cô bản năng cực cực. Tóc nó thì dài với nội da so với Gohan Super Saiyan 2. Thì với Gohan Super Saiyan 2 tóc nó không dài hết, vừa dài vừa dựng đứng luôn. Phải không? Sao cũng được, nhưng mà tôi thường cái khách Gohan là Gohan này cũng thích luôn. Thế là Vegeta. Vegeta thì chúng ta có Vegeta dạng 4. Vegeta dạng 4 nhìn cũng ngầu, nhưng mà tôi thích cô dạng 4 mà thành ra là tôi ra cái này từ mỗi người. Cái tất cả chưa có thông tin nha. Khi có thông tin thì mình sẽ cập nhật sau. Gohan Vegeta các kiểu chưa có thông tin chính thức về toàn bộ stat hay là skill của nó, thành ra chúng ta phải đợi thêm vài ngày nữa. Ai thì chúng ta sẽ có từ dạng bình thường cho đến dạng donut, hình như là dạng donut này chứ còn gì nữa, ai làm gì còn sống. Còn Akainu, ok, cái banner này chúng ta sẽ quay ra được cái ba. Thế là banner tiếp theo là Akainu. Akainu trong dạng đang donut thằng ai và Doppio tiến hóa thành Stan. Stan của Doppio là King Crimson, hay là của Diablo đúng. Stan của Doppio hình như là cái cục gì tròn tròn ở trên đầu của con King Crimson ấy. Thế chúng ta sẽ lên 7 sao, đó chính là Diablo. Về Akainu thì chúng ta dạng donut, còn cái bà này thì bả là best waifu của tôi. Thành ra là tôi đang khá là phân vân giữa Gohan và waifu, nhưng tôi quyết định là chọn Gohan nữa vì tôi không phải để ở sim. Ok, tiếp theo là về một vài cái cập nhật nữa, nó cũng là cập nhật nhỏ lẻ thôi, thế là cũng ít người để ý. Đầu tiên đó chính là những mới, những con tướng mới, đó chính là G Brawler. Đây là những con chưa có hình nha, nhưng mà nó sẽ biết là hai unit mới đó là G Brawler và Demon Lord. Tiếp theo là về những con sử dụng Stardust thì chúng ta sẽ có là 5, 6, 7, 14 con, 14 con mới ở Stardust và hai con mới ở những cái banner, không biết là banner thường hay là trao đổi, nhưng mà sẽ có hai con mới nha. Demon Lord là màu cam, còn G Brawler là màu tím. Tiếp theo là về hai banner mới. Hai mình rồi mới chúng ta đã có rồi. Các siêu unit thì chúng ta có 5 cái Legendary và 2 cái Epic. Về Rai thì chúng ta có 3 cái Evolution Rai và 1 cái Challenge Rai. Về những cái khác thì nó cũng chỉ là đơn giản thôi. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói về cái hàng mà dễ nhất trước đi ha. Thì đó chính là cái hàng phá. Những ai mà đã sử dụng những cái con đây, những cái con ví dụ như Naruto hay Wamuu đậm phút thì sẽ được hoàn trả được. Đấy. Và cái chức năng phá chúng ta bấm vào đây. Khi mà chúng ta phá thì nó sẽ không đào nguyên liệu cho tiến hóa, không đào nguyên liệu cho ăn, không trao đổi hay là buôn bán các kiểu gì được hết. Đấy, nói chung là nó phá luôn. Cái chức năng này nói chung là rất là ngon đối với một người sưu tập như mình, với mình chơi mấy con game này là chủ yếu để sưu tập thôi, chứ không chơi vì meta nha, không đúng meta. Chủ yếu là thấy con nào ngon ngon thì sưu tập thôi. Và mình cũng không cảnh đến mức mà dành cái thân sinh của mình ra để phá bọn này. Ra là sau này sẽ tính, ủa sao hôm này mất tóc rồi. Ok, tóc cái mái tóc xanh lá ống mượt của nó đâu đấy. Rồi tiếp theo là về cái cập nhật khác thì nó cũng nên lên thôi. Đầu tiên là cái phần hưởng của LB. Cái LB này tôi vẫn chưa biết là gì, bởi vì tôi chưa unlock nó. Từ 1000 gem sẽ chuyển thành 250 Stardust, có thêm một mới và các đơn vị bị lỗi thì nó sẽ được fix đấy. Đấy, chúng ta chơi bao gồm là tầm đánh này, mấy cái vật ảnh bla bla bla. Để cho cái video này nó thêm một tí gì nữa thì tôi sẽ ngồi gon Gohan Beat cho nó kiểu như là bóp lắc. Tôi cũng định gon cái banner Y. Mới nãy banner Y nó là Obito ấy, gon cái dạng 6 sao cho nó ngầu, nhưng mà tiếc làm sao là cái banner Y của tôi gon nó phải bỏ là unlock những đắc kiến mới được. Trong khi đó mấy ngày nay tôi toàn chơi Halloween và đi farm orb, đi farm infinity đó, cho được 5.000 gem và vài chục Stardust mà có đem ra tôi sẽ gon nha. Tất nhiên là Gohan Beat rồi, gái gú là phụ dung Gohan nha. Ok, Gohan Beast, let's go, Gohan phát ra Gohan.
uy tín chắc chắn gà. Ô Genki này nhìn đẹp đó, từ từ bật bật full đồ họa để boost sức mạnh cho Genki. Đấy là Naruto quỷ hú Ichigo dạng chẳng đát. Tôi không biết dạng đó là gì quên tên rồi. Và Luffy dạng Snake Man, tại sao mình lại quên cái tên của thằng Luffy này? Và là mũ gom đi. Chúng ta có Sakuga cũng được. Sao cả tôi thích Hinata hơn. Yogo. Thằng này là Genpachi đúng không? Thằng khứa này tôi quên tên nó hoài, đúng coi bài list mà quên tên nó hoài. Không biết tôi phát âm đúng không nữa. Temagi. Uruguay, Uru, Best Waifu. Không phải Best Waifu mà là Best Hood Bundle của con game này. Vừa dễ lên, vừa rẻ mà còn vừa mạnh. Vegeta của phần Super, Dragon Ball Super. Oh, quay Gohan biết nhưng mà hai con năm sao là cũng ngon rồi đấy. Thằng này tôi đã quên tên nó rồi, nó là trong Lock Flower, main của Lock Flower nhưng mà tôi quên tên nó rồi. Mình đã nghĩ coi Lock Flower lâu lắm rồi nên mà Kulin, đéo hiện mặt luôn. Oh. Xin giới thiệu với anh em, waifu của tôi. Waifu đấy, waifu đấy. Và Bulma 5 sao rồi. Bulma 5 sao có một con rồi. Đây mình có một con rồi. Anh em thấy tem mình hơi lạ bởi vì đây là tem farm Halloween nha, còn cái này mới là tem chính của mình. Có Bulma, có Bulma này là chưa lên những kia hả? Ui Bulma cùi. Bulma cùi. Đây khóa lại. Ui, đá 1200. Rank 45, speed 5. Cái gì mà khỏe vậy ta? À không, cái này thì khoan khoan cái đó tem mới để mình nghiên cứu lại. Có khi nó khỏe nhưng mà nó tốn tiền như là cooler hoặc là nó sẽ có vài cái điểm yếu gì đó chứ nó không đơn giản là khỏe như thế này. Cái này mình sẽ nghiên cứu ha, nhưng mà chắc chắn thì waifu của tôi phải lock. Phải chắc chắn phải lock luôn. Đấy. Ok, waifu sẽ được con Sarok trong tem của tôi nha. Tiếp nào. Gohan biết sao cái gon mà 50 lần này gon 3 lần được thì một lần Ron V10 nó giống như là giống như Dragon Ball Z Dokkan Tate thế nhỉ. Thôi đằng này Zidane rồi skip đi. Vi tự ồ Lệ Vi. Thấy đằng này Zidane lắm. Ichigo. Sao toàn men thế này. Thằng khứa nào đó. Senku quên ta rồi. Sạc số ke. Waifu. Ui. Quái nồi Goku Black mặc đồ giống giống mấy cái đồ mà meme ấy, đồ meme mà Goku để tay dưới ấy. Tôi cũng chả biết giá sao nữa nhưng mà từng có meme. Ô Escanor này ngon này, có farm tiền nhưng mà hơi yếu. Killer Halloween được. Thằng khứa nào đó. Rồi, từ từ có waifu là phải đó. Hết tiếng quá rồi đúng không? Ô giờ tôi có waifu dần cuối rồi. Oh no, em waifu tiếp theo sẽ bị đem đi bán. Tiếp. Đúng rồi, ném nhiệt tình vào, boost full power đây. Ta chỉnh full đồ họa đấy, boost full sức mạnh. Đúng rồi. À, sao Luffy nó lại không có mặt gì hết vậy? Go. Ừ đúng rồi, cái kéo xuống này nó y chang nó cầm bata luôn, hình như nó đấy ý tưởng là nó cầm bata. Nhờ âm trùng Halloween cầm quà khỏi hết cả tem nhưng mà đánh thì như quần tôi yêu em Media Naruto ra nhìn phát biết luôn. Senku quá nồi. Ok coi như tôi chưa nói gì nha. Waifu của tôi đấy Robin thằng khứa nào đó mà trong tôi cũng chả chả nhớ tên này lâu quá rồi. Tên tên nai nai gaga. Tôi định nói là Meliodas nhưng mà anh em biết rồi đấy, tôi chưa nói Meliodas. Sao nó không ra cái gì ngon ấy nhỉ? Ok lần cuối này là ra Gohan biết nhé, uy tín này Gohan biết. Tôi có cảm giác như để đồ quà hấp thì nó sẽ boost boost sức mạnh cao hơn rồi. Skip luôn. Tôi Dio đậm. Hồi nào làm cái giáo án Dio over hy vọng mới được.
Gon. Thằng IV200 E bằng MC bình, cái áo của nó có chữ E bằng MC bình kìa. Nezuko. Ok, Ichigo nhìn phép luôn. Tôi không thấy hy vọng lắm ở cái đằng Gon này. Nó giống như là Gon có đó cần la te. Ga ga. Rồi xong. Nhưng mà ít ra cái này nó farm tiền dễ hơn đó cần pate, bởi vì đi một ải nhiều lần thì nó sẽ được đồ, chứ đó cần pate đi lần đầu tiên nó mới được đồ thôi. Trong đây thì đi lần đầu tiên nó được đồ nhiều hơn, còn nếu mà đi mấy lần sau nó cũng được nhưng mà được ít. Còn đó cần pate thì đi xong là suối đấy, trừ khi đào mấy cái nhiều hàng ngày kiểu thôi. Ta bỏ vấn đề đi, cái đó thì nói ở vấn đề khác chứ không nói ở đây. Nếu anh em thích thì đừng quên một like đăng ký kênh, thì sẽ video này không để tiếp theo nha. Chào đợi các bạn những video tiếp theo sau. Bye bye.